Nếu như bây giờ mình nhận được một câu hỏi đó là mẹ có quyết định ăn lại trái mochi hay không? Thì câu trả lời của mình sẽ là không, không phải không. Mình sẽ không ăn trái mochi cho tới khi nào mà mình đạt max level. Lúc đó thì mình sẽ suy nghĩ lại xem mình có ăn mochi không. Chứ ở thời điểm hiện tại bây giờ thì mình đã quá là mệt mỏi với lại cái chữ mochi rồi bà con ơi. Why are you crying? Hè nha, nhân cả nhà, chúc cho mọi người có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui ha. Hôm nay thì mình sẽ kể cho mọi người nghe cái lý do tại sao mà mình lại trở nên là sợ cái trái mochi đến như vậy á. Thì hãy cùng xem cái câu chuyện buồn của mình nha mọi người. Thì đầu tiên á, vào một cái buổi tối đẹp trời khi mình đang đi farm level, thì mình mới thấy á, là ở trong cái cửa hàng á, nó bán cái trái đó là trái mochi. Thì bởi vì mình chưa có trái mochi mà, vậy nên là khi mà mình thấy trong cửa hàng bán mochi thì mình đã rất là vui luôn. Trong tưởng tượng của mình đó nha, thì mình nghĩ là nếu như mình mua trái mochi thì sao, thì mình sẽ được cầm ở trên tay nè, và cái trái mochi nó cũng sẽ ở trên tay của mình. Khi nào mình thích thì mình ăn, mình không thích thì mình bỏ vô cái ba lô của mình. Nhưng sự thật đó là khi mua thì mình đã quên đọc một cái dòng chữ mà game đã để sẵn, đó là trái block đã mua sẽ trực tiếp thay thế trái block của bạn đang dùng. Nghĩa là bây giờ mình đang dùng Phật tổ, nếu như mình mua cái trái block này với giá là 2.800.000 belly thì nó sẽ thay thế cái trái mochi vào cái trái Phật tổ. Nhưng mà trời ơi, đúng là cái tay của mình lúc nào nó cũng nhanh hơn cái não hết á. Mình không đọc và mình đã quyết định mua luôn trái mochi, và kết quả như thế nào thì ai cũng biết. Và mình nghĩ cái chuyện này á sẽ có rất là nhiều bạn mà mới chơi game giống như mình sẽ mắc phải. Cho nên là từ bây giờ mọi người hãy cẩn thận nha. Khi mọi người quyết định mua một cái trái nào đó trong cửa hàng thì hãy suy nghĩ kỹ xem là cái trái bây giờ mọi người đang dùng với lại cái trái mà trong cửa hàng, trái nào ngon hơn, trái nào phù hợp với bản thân mình hơn thì hãy mua nha. Ô là trời ơi, đừng có giống như mình, mọi người đừng có mắc lỗi giống như mình, để mẹ mình đã phải rất rất là vất vả với lại cái vụ là mochi luôn á. Thì thôi, tuổi trẻ chưa trải sự đời, mọi người lỡ chơi ngu rồi thì thôi, bây giờ phải đi theo cái con đường đó thì chứ biết sao bây giờ. Thì vì mình đã bỏ ra 2.800.000 belly rất là nhiều luôn, mình thấy cũng rất là tiếc á, nên là mình quyết định là mình chơi bằng mochi luôn. Và mình đã phải tốn thêm là 2.500 nguyên thạch để mình reset lại điểm. Tại vì lúc đầu mình chơi trái Phật tổ thì mình cộng hết điểm vào cận chiến với lại phòng thủ ấy. Còn bây giờ khi mà mình chơi mochi rồi thì mình phải cộng điểm thêm vào trái mochi á, để cho nó mạnh á ha. Chứ nếu mà không cộng vào trái block đúng là chỉ còn đúng là cái nịt luôn ấy. Sau đó thì mình sẽ phải cố gắng, đó là mình sẽ luyện thông thạo để mở được full 5 chiêu của V1 của trái mochi á. Thì mình mới ở C2 thôi, cho nên là mình đi đánh mấy con lính. Và lúc này thì bạn bè của mình á, mấy bạn cũng đi học, với lại cả là mấy bạn cũng không có thời gian á, nên là một mình á phải farm mọi người. Trời ơi, nó mất thời gian dã man luôn. Lúc trước khi mình farm bằng trái Phật tổ thì nó nhanh á, còn lúc mà mình farm bằng mochi á, trời ơi nó lâu gì mà nó lâu luôn mọi người. Nhưng mà dù lâu cũng phải cố thôi. Với lại á, mình nghe đâu á là nếu như bạn nào mà có chìa khóa đỏ mà mua được chip mochi á thì có thể nâng V2 mochi ở bên C2. Nhưng mà bạn bè của mình nó cũng xu cả nay y chang mình luôn, cũng không có chìa khóa để mở cái cửa phòng để mua chip mochi. Vì vậy nên là mình đã phải luyện full thông thạo nè. Cùng với đó là mình phải luyện, đó là mình phải qua được tới C3 á, để mình mới bắt đầu mình làm nhiệm vụ để mình đi raid mochi á mọi người. Cho nên là cái con đường này của mình nó dài mà mình không thể nào mà tưởng tượng nổi luôn á. Sau một hồi mà cày cuốc á, với sự giúp đỡ của một cái bạn á, mẹ trong team á, thì mình cũng đã được 4 chiêu của trái mochi này mọi người. Cái chiêu đầu tiên đó chính là cái chiêu bột chiên giòn á. Cái chiêu này cái tay của mình nó sẽ phồng ra như là một cái bánh mochi phồng á, sau đó là nó sẽ tạo ra một cái bụng nổ này đó, nó đẩy con lớn ra xa á, mọi người. Chiêu 2 là chiêu bột siêu dính, thì cái chiêu này giống như là một cái sợi mì á, gọi là sợi mì đi ha. Sợi mì mà sợi bột á, nó sẽ bắt cái con lớn và nó đặt ra xa á, kiểu vậy đó mọi người. Còn cái chiêu C, chiêu chùy gai á, thì nó sẽ lao vô con lớn về, nó giống như là đập một cái như là cái chùy xuống á, nó sẽ làm cho con lính nó mất máu khá là nhiều luôn á. Và cái chiêu cuối cùng là cái chiêu mà đu nớt lăn đó mọi người, thì cái đấy là cái chiêu để dành để di chuyển thôi. Còn chủ yếu á là mình đang full giống như là mình mới mở được 3 chiêu á, thì mình sẽ dùng 3 chiêu này để đánh á. Mình thấy đánh khá là thú vị. Nhưng mà thật luôn á mọi người, đánh bằng trái mochi á, nó kiểu mình cũng chết khá là nhiều luôn á. Vì mình mấy con lính này nó có hacky á mọi người, nó mạnh lắm, cho nên là mình bị nó quấn hoài à.
Và mình đã mở được cái chiêu cuối, đó chính là chiêu liên hoàn tẩm 1. Chiêu này đã là quá trời là cú đấm luôn. Nó sẽ đấm vào đối thủ này đó, mọi người thấy không? Mà cái chiêu này mình phải giữ nha. Lúc đầu mình không biết mình không giữ cho nên nó đấm ít á. Nhưng mà khi xài chiêu đấy á, thì mọi người dặn mình á là mình phải giữ phím V á. Thì lúc đấy á là nó mới đấm được nhiều á. Trời ơi, nó lại giết mình rồi mọi người. Thì đó là bây giờ mình đã mở được full rồi. Vậy là việc bây giờ của mình đó là mình sẽ phải họ cày bừa làm sao để mình lên được level 1500. Sau đó là mình tiếp tục qua C3 để mình làm nhiệm vụ lấy chip Mochi nha. Còn bạn bè của mình do là không thể nào mà mua chip được nên mình không có nhờ được á mọi người. Cho nên là bây giờ mình không nhờ được á thì mình phải tự lực cánh sinh thôi chứ biết sao bây giờ đúng không? One hour later. Và sau khi mà xem xong cái màn tỉ thí võ nghệ giữa ông Rip and Ra và cái ông mà Redhead đó mọi người, thì cuối cùng mình đã qua được tới C3 rồi. Và việc của mình bây giờ là mình sẽ đi khám phá cái vùng đất C3. Sau đó là mình sẽ phải treo server 4 tiếng để mình nhặt cái cúp đó mọi người. Khi nhặt cái cúp đó thì mình sẽ tiếp tục là chế tạo cái cúp. Sau đó là mình sẽ kiểu là mình sẽ mua cái chip Raimochi nha. Trời ơi, 4 tiếng đồng hồ á, mình cũng có thể đi đánh cái con boss. Nhưng mà cái con đấy thì mình nghĩ là nó sẽ khó ra hơn. Nên tốt nhất bây giờ việc của mình đó là mình sẽ đứng im tại đây đi nhặt điểm confetti và sau đó là đợi 4 tiếng về đi lượm cúp nha bà con. Mình đã treo server đủ 4 tiếng và sau đó là mình đã đi nhặt rương. Và mình đã nhặt được cái chén thánh, chính là cái cúp này ở trên cái đảo rùa á mọi người. Và vì là mình chưa có cái bột cacao mà nếu như mà để ý mà triệu hồi con Takakuri để mà mua chip về Raimochi thì mình cần phải có cả bột cacao nữa. Thì bây giờ bước 2 á, sau khi mà mình đã có được cái cúp, chính là việc mình phải thu thập đủ là 10 bột cacao diệu kỳ. Thì vì là cái level của mình nó mới có 1500 mà mình qua đó một cái là mình sẽ bị mấy cái con quái á nó giết ngay lập tức, cho nên là mình đã phải nhờ sự giúp đỡ của mấy cái bạn trong team mình á. Thì mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn, bởi vì các bạn ấy luôn FB này rồi luôn giúp đỡ mình trong mọi trường hợp á. Mình sẽ qua bên cái đảo bánh á và mình sẽ đánh mấy cái con quái này. Mấy con quái này thì nó level tới 2000, hơn 2000 luôn á. Bởi vậy nên nó chém mình một cái là mình sẽ chết ngay. Vì thế nên là mình sẽ đứng ở trên cái mà gọi là đỉnh cao danh vọng á mọi người. Sau đó là mình sẽ đợi cho mấy con quái này yếu máu rồi sau đó xuống là mình chém nó một cái là mình sẽ hên xui đi mọi người. Mình thấy cái bột cacao mình diệu kỳ nó cũng khó ra cực kỳ luôn á. Bọn mình đã phải farm là hơn 1 tiếng đồng hồ, gần 2 tiếng luôn á, thì bọn mình mới đủ cái bột là cacao diệu kỳ với mọi người, chính là cái bột này này. Nãy giờ xương xương không á, tính là từ bên C2 rồi cày level rồi là đi kiếm bột cacao diệu kỳ đi treo thời gian để lấy cúp đã tốn của mình là một ngày rồi đó. Là hẳn là một ngày luôn á, tại vì nó tốn quá là nhiều thời gian của mình á, đối với cái trái này á. Thì sau khi mà bọn mình đã kiếm đủ á, là 10 cái bột cacao diệu kỳ, thì mình sẽ mang tới cái chỗ cái ông mà chế tạo cái ly á, chính là một cái ông mà có cái nước da màu sô-cô-la luôn. Đúng là cái ông này chế tạo ở chén sô-cô-la có khác cái da với cái tóc là y chang cái màu sô-cô-la luôn. Mình sẽ bấm vào và mình nói chuyện với cái ông này cái gì đó, nói chung là bảo tàng ghi tiếng Anh nên mọi người ơi mình không có hiểu. Thì mình cần phải có đó là 10 bột coca cũng như là cái chén của mình đấy. Sau đó là mình đã được cầm cái cúp sô-cô-la này. Thì cái cúp này là gì trời, là cái cúp giống như kiểu là cái cúp vàng hồi nãy, xong nó được trang trí bởi mấy cái kẹo thanh đó, với lại cả là sô-cô-la vậy đó.
Rồi mình sẽ mang cái ly đó qua cái ông mà drip mama, nhưng mà ông ấy vẫn chưa cho mình triệu hồi cái ông Katakuri đâu. Ông ấy bắt mình á là còn phải đánh thêm 500 cái con quái ở cái bãi phía trước á, thì ông ấy khi nào mà đánh đủ là 500 con quái thì ông mới cho vô. Một cái nhiệm vụ quá là tốn thời gian luôn. Vì vậy nên mình lại phải nhờ mấy cái bạn kia để bạn ấy farm quái hộ mình đây này mọi người. Chứ là mấy cái con quái mà ở cái đảo này với lại cái đảo mà kế bên ấy, thì bây giờ do là mình á là cái mạng sống của mình rất là quan trọng luôn, cho nên là mình phải tránh xa mấy con quái này ra. Mình đang giữ cái ly sô cô la mà, vậy nên nếu mà mình mà chết một cái là coi như là cái ly nó cũng bay màu luôn. Vì vậy nên á, mấy đứa mẹ nhỏ ở trong team mình á, nó cứ kêu là chị ơi hãy lên đài danh vọng đứng đi, mạng sống của chị là quan trọng nhất luôn. Thế là mình đâu có dám kiểu đến gần đâu mọi người, mình chỉ dám là nhìn ngắm các em từ xa thôi và không giúp đỡ được gì hết á. Thì mình sẽ đợi bạn bè của mình đánh hết 500 con quái, sau đó là mình lại quay lại gặp cái ông Drip Mama nha. Và cuối cùng cái điều gì tới thì cũng tới, bọn mình đã đánh được hết quái và bây giờ bọn mình sẽ triệu hồi Katakuri á mọi người. Nhưng mà cái khúc này nè, mình cảm giác như là mình đúng là một cái người quá là sai lầm khi mà mình đã triệu hồi con boss này á. Lúc này thì trong team mình á là cũng đêm rồi mọi người, là 1 giờ đêm rồi á, là các bạn đi ngủ hết trơn rồi. Chỉ còn đúng một mình nè là xài trái mochi, mà cái mochi của mình á thì mọi người thấy rồi đấy, nó chỉ mới ở dạng V1 nên nó rất là yếu. Rồi là thêm một bạn nữa cũng là xài trái mochi mà ở V1 giống như mình luôn. Và chỉ có một người duy nhất á, là bạn nói chung á, là bạn ấy xài trái Phật tổ thôi. Vì vậy nên mà cái con Katakuri nó quá là mạnh đó mọi người. Và thế là sau một hồi mà cố gắng đánh á, đó đánh rồi cuối cùng là hết thời gian mọi người. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Bởi vì cái con này nó chỉ triệu hồi là được khoảng là 7 phút thôi ấy. Sau 7 phút ấy, thì nó sẽ bay màu ấy. Vì vậy nên là cái nhiệm vụ của tụi mình đã thất bại. Và cái cảm giác mà u là trời, mọi người có thấy đấy, từ đầu tới giờ là biết bao nhiêu thời gian, mất gần một ngày trời của mình. Rồi tự nhiên cái triệu tập con Katakuri ra, sau đó là không đánh được nó, đánh được đúng cái địt luôn là thôi xong. Thế là coi như công sức của mình là đổ xuống sông xuống biển hết. Vậy là bây giờ sao mọi người? Vậy là bây giờ thôi bây giờ tắt máy đi ngủ chứ sao nữa. Và thế là sáng hôm sau tụi mình lại làm lại treo server 4 tiếng để đi nhặt cúp vàng. Và lần này thì bạn Trung đã nhặt được cái cúp mọi người đây. Ông ấy đang cầm trên tay là cái cúp sô-cô-la. Và đây là mọi người đã rất là vất vả rồi, quá trời là thời gian luôn. Cái này là ngày hôm sau nha mọi người. Còn cái phần trước là ngày hôm qua á, còn cái này là ngày hôm sau của cái ngày hôm qua á. Trời ơi quá là mệt mỏi luôn à. Đó bạn Trung nói hello mọi người, tụi mình đã mất 15 tiếng để có được cái này đúng luôn á. Và không để sai lầm như ngày hôm qua nữa, lần này tụi mình đã gọi rất là đông anh em. Bởi vì bây giờ là sáng ấy, cho nên là mình đã triệu tập tất cả mấy cái bạn mà chơi chung với mình, sau đó là mình quất con Katakuri. Bởi vì là mình không thể nào mà thua nó thêm một lần nữa, bởi vì nó thua một lần là quá là đau khổ rồi, không thể nào thua lần thứ hai nữa mọi người. Bây giờ là vì có 3 Phật tổ lận á, cho nên là Katakuri đợt này á là chỉ có hả là khóc trong một dòng sông nước mắt thôi. Bởi vì là 3 Phật tổ cũng khá là ok la rồi, cho nên là nhiều khi á mà mình không cần phải đánh gì cũng được nữa. Giá như ngày hôm qua mà có nhiều bạn như thế này thì chắc là mình đã không kiểu là hụt hẫng, với lại mình không tốn quá là nhiều thời gian và công sức. Nhưng mà không sao, hôm nay á thì dù gì á là mình cũng đã đánh được Katakuri rồi, nên là dù sao mình cũng đã rất là vui rồi. Thì sau khi mà đánh Katakuri xong á thì nó sẽ rơi ra được cái chìa khóa màu đỏ ấy mọi người. Trong này á thì có 6 người nhưng mà chỉ có 3 bạn may mắn là rơi ra cái chìa khóa đỏ thôi. Thì đó, bây giờ chiều không gian đã biến mất rồi đó mọi người. Thì bọn mình sẽ cầm cái chìa khóa đỏ đi qua cái chỗ mà có cái căn phòng á để mua chip Raimochi nha. Thì cái chìa khóa đỏ này là vĩnh viễn, cho nên á là nếu như mọi người có bạn bè á mà có cái chìa khóa đỏ ấy, thì mọi người nhờ bạn của mình mua chip mochi hộ nha. Chứ còn cái việc mà đi lượm cúp rồi đi làm thành cúp sô-cô-la rồi đi đánh Katakuri nó khó quá mọi người ơi, với lại nó vất vả quá à. Cho nên nếu như mọi người mà có bạn bè ấy, mà có cái chìa khóa rồi thì cứ nhờ bạn của mình ấy mua hộ mình cái chip rai mochi, sau đó đi rai luôn cho nó đỡ tốn thời gian, chứ không phải là mất thời gian quá là nhiều như mình nha. Thì mấy bạn mà có chìa khóa đỏ thì vô được căn phòng này mọi người, còn mình thì mình có đúng cái địt luôn nên là mình không có vô được cái căn phòng. Thì mình sẽ đợi các bạn ấy mua chip mochi và sau đó là mình sẽ đi vào cái vùng đất và đi rai mochi thôi. Đây mọi người, cái chìa khóa đỏ mà bạn là Bioloc bạn đang cầm, mọi người nhìn thấy không?
Thì mình thấy á, là lúc mà mình đi ra Mochi á thì mình cảm giác như là lúc đi ra nó dễ hơn là cái lúc đánh boss Katakuri á. Nhưng mà dù sao ấy thì mình cũng rất là lo lắng luôn, nên mình cũng triệu tập là ba ông Phật tổ vô để quỳnh phục mình ha. Mình chỉ có đứng chơi thôi mọi người, bởi vì cái level mình thấp quá, cho nên nếu mà mình đã mè xuống một cái là con quái nó chém mình chết liền, là coi như là công sức của mình là đổ xong đổ bể hết. Cho nên là mình sẽ đứng ở trên và mình sẽ nhờ sự trợ giúp của các bạn mình ra nha. Nếu như mọi người có bạn bè lúc mọi người đi ra Mochi á thì mọi người nên nhờ bạn bè của mình đi giúp để ra nha, chứ không mới là mua chip nó mắc lắm mọi người. Mình phải cần có một cái trái ác quỷ mà chơi 1 triệu belly lận, cho nên đó là nếu mà trai mà thất bại là phí tiền lắm luôn ấy. Cho nên mọi người cứ có bạn á thì cứ nhờ hết cho mình nha. Sau khi mà mình đã rai xong ván đầu tiên thì mình sẽ gặp cái ông thức tỉnh và mình sẽ phải bỏ ra một cái số tiền, đó là 500 điểm F để mình thức tỉnh cái chiêu đầu tiên, đó chính là cái chiêu Z ấy. Khi mà sử dụng chiêu Z đó, đó thì là mình sẽ trở nên cái cánh tay của mình nó trở thành một cái cục bánh mochi màu trắng và nó siêu là bự luôn. Và khi mà đấm một cái á, thì mình nó sẽ đẩy cái cơ thể của mình ra đằng sau á, nhìn cũng khá là ngầu đúng không? Với lần thứ hai á thì mình sẽ phải bỏ ra đó là 2000 điểm F để mình thức tỉnh được chiêu F. Và cái chiêu F á chính là cái chiêu mà mochi lăn á. Thì bây giờ mình hoàn toàn có thể dùng cái bánh mochi của mình và mình lăn xuống dưới biển với một cái tốc độ cực kỳ nhanh luôn. Và nó cũng có thể lăn được trên với cái bức tường này. Nói chung á là mình thấy á, cái trái mochi á mình thích nhất á là cái chiêu lăn luôn, bởi vì nó khá là cơ động á. Nó có thể cho mình đi được rất là nhiều nơi và với cái tốc độ nhanh nữa. Cũng như là mình thích thì mình trèo tường hay là mình thích làm gì thì mình làm, chứ nó không bị giới hạn như là mấy cái trái kia mọi người đấy, mọi người thấy không? Trèo tường nhìn đã quá trời đã luôn ha. Thì cái này mà muốn di chuyển đi lượm trái quỷ hay gì đấy thì rất là có lợi luôn, bởi vì nó nhanh ấy. Với cái chiêu thứ ba thì mình sẽ phải bỏ ra một cái số tiền đó là 3000 điểm F để mình thức tỉnh chiêu X nha, thì cũng tốn khá là nhiều điểm F của mình đây. Thì cái chiêu X chính là cái chiêu mà bột độc thức quyền, giống như là mình sẽ đẩy cái con quái hay là đối thủ của mình lên trên cao á, thì cái chiêu này nó cũng khá là đẹp. Nếu như mà xài kết hợp với Haki á thì mình thấy nó sẽ rất là đẹp luôn á, bởi vì nó sẽ có cái lớp Haki mà bao bọc ở bên ngoài ấy. Lần này thì mình sẽ phải bỏ ra với một giá tiền là 4000 điểm F để mình thức tỉnh chiêu C. Thì đây là cái chiêu mà mình thích nhất luôn, tại vì mình thấy cái chiêu C nó khá là ngầu ấy, vì nó cầm đối phương của mình xong đó nó quay, sau đó là nó dậm xuống một cái thì nhìn u là trời ơi, cái cảm giác nhìn nó đúng là trở thành một cái là siêu ngầu luôn á mọi người đấy. Chính là cái chiêu C là cái chiêu mà mình cảm giác là mình cũng rất là thích. Cố lên mọi người ơi, sắp xong rồi, trời ơi cái con đường đi ra nó dài ơi là dài luôn á. Lần này thì mình sẽ lại bỏ ra 4000 điểm F để mình đánh thức cái kỹ năng đó là đánh thường ấy. Thì khi mà mình click vô đối thủ của mình thì nó cái lần đầu tiên thì sẽ hiện ra một cái đấm, lần thứ hai là hai cái đấm, và đến cái chiêu thứ ba thì sẽ có là cả hai cú đấm và đấm vô mặt đối phương, nhìn nó rất là cute luôn á mọi người. Và nó cũng sẽ giữ cái hình bánh donut á ở đằng sau lưng của mình một khoảng mấy giây ấy, nên là đó lúc chạy thì nó chạy theo, nhìn nó đẹp ha. Cuối cùng bây giờ sẽ là liên hoàn tẩm bột. Trời ơi, đây là cái ván rai mochi cuối cùng của mình rồi. Sau bao nhiêu thời gian vất vả thì mình sẽ bỏ ra một cái điểm là 5000 điểm F để mình lấy cái chiêu thức tỉnh cuối cùng, đó là chiêu liên hoàn tẩm bột, là chiêu V á. Thì cái chiêu này á, khi mà mình thả chiêu vô đối thủ thì là một đống cú đấm luôn. Quá trời là cú đấm luôn, nó sẽ đấm liên tục vô cái đối thủ của mình. Và cái chiêu này á thì mình nên giữ thì nó sẽ được lâu hơn ấy. Đấy, và sau... để mình tính xem nào, sau là khoảng mười mấy tiếng đồng hồ mọi người. Và cái video này của mình thì đã kéo dài tận là 7 tiếng, nhưng mà mình đã phải cắt hết luôn, cắt là còn có mười mấy phút thôi cho mọi người xem á. Thì thật sự luôn, trái mochi nó rất là đẹp, nó rất là mạnh, nhưng mà nó chỉ mạnh cho những bạn mà level cực kỳ cao và những bạn mà level mà kiểu là siêu VIP pro rồi và sẽ hay đi PVP để kiếm bounty á. Còn những người mà như mình á, những người mà đang farm level, cố gắng farm level để full cấp á, thì thôi hãy quên cước mơ mochi đi mọi người, bởi vì nó quá là mệt mỏi. Và mình thấy trái mochi khi mà cầm đi farm thì nó chậm lắm, với lại là nó cũng không có nhanh bằng Phật tổ đâu. Cho nên mình khuyên ai á mà có ý định là chuyển từ mochi qua Phật tổ thì thôi hãy bỏ ý định đấy đi, trừ khi là mọi người đã full cấp rồi ấy. Còn nếu như mọi người chưa full cấp thì hãy cứ trung thành với lại Phật tổ đi mọi người, đừng có chuyển qua mochi làm gì, trời ơi đau đầu lắm đó. Và cái video của mình đó là đã kéo dài bao nhiêu là tiếng rồi ấy. Thì nếu như mẹ hỏi mình một câu nữa là bây giờ mình có xài mochi không thì là không nha. Mình sẽ đợi cho khi nào mình level max, lúc đấy khi nào mà mình luyện tập mà mình cảm giác như mình lơ tay, lúc đấy mình mới quay lại với lại mochi. Chứ còn bây giờ thì thôi mọi người,
chịu thôi, mình sẽ lại là yêu quý các anh Phật tổ của mình. Thì cái video hôm nay của mình là khá là dài rồi, cảm ơn mọi người đã coi video của mình từ đầu tới giờ và hẹn lại mọi người các video tiếp theo nha. Và nếu bạn nào mà coi đến đây thì cũng đừng quên tặng cho mình một like, cũng như là chưa bấm đăng ký thì bấm đăng ký để ủng hộ cho mình nha. Bye bye cả nhà.